Hôm nay thầy giáo xin hướng dẫn phần mềm online hình tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn phần mềm này hỗ trợ cho học viên ôn tập dự thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin theo hình thức trắc nghiệm vì kỳ thi tuyển công chức viên chức và nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức được chia làm hai vòng vòng 1 môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin theo hình thức trắc nghiệm thi thực hành trên máy tính thi xong máy chấm điểm luôn rất là khách quan và nghiêm túc mỗi một môn phải đạt 50% à, điểm trở lên thì mới được dự thi vòng 2 tức là vào vòng chuyên ngành vì vậy học viên muốn ôn tập trên phần mềm này hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo 0943078123 hoặc 0912595654 để được cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập phần mềm để ôn luyện hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên Vì kỳ thi tuyển tuyển mà phải phân loại được học viên nhưng mà đặc biệt hôm nay thì giáo hướng dẫn sử dụng à, cái phần mềm để ôn tập dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học à, môn kiến thức chung thì chúng ta đăng nhập như thế nào thì phần mềm này đăng nhập được cả trên điện thoại và trên máy tính à, thực hiện trên máy tính thì làm bốn bước à, trên điện thoại thì cũng tương tự Bước 1 là khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome. Bước 2 là nhập địa chỉ hình thức trắc nghiệm.vn. Bước 3 là chúng ta chọn mục 10, môn kiến thức chung, ôn tập dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học. À, bước 4 là chúng ta nhập ký danh và mật khẩu được cấp. Thì, thì chúng ta thấy rằng là à, sau đây thì ông mô tả làm bốn bước. Như vậy đây là Google Chrome. Đó, chúng ta ấn vào à, à, khởi động Google Chrome sau đó là chúng ta chú ý là gõ vào cái 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 thanh địa chỉ này à, cái thanh địa chỉ à, còn ở dưới này là tìm kiếm google tìm kiếm thông tin chứ không phải là à, là trình duyệt mà trên trên cái dòng trên đây với là chúng ta gõ hình thức trách nghiệm chấm vn thì các em chú ý phải gõ vào cái dòng trên cùng này chúng ta chú ý có cái 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 chữ vòng lại này hoặc có cái cái khóa phải gõ vào cái 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 dòng mà có cái chữ vòng lại này có cái biểu tượng vòng lại hoặc cái hình khóa À, hình thức trắc nghiệm mà vn tên không không có dấu và viết liền nhau à, sau đó ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện thì đây là cái giao diện cái logo của uh, phần mềm e-learning sau đó chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới để tìm cái mục uh, mục nào được cấp thì phải vào đúng cái mục đó không vào các mục khác được ví dụ như là uh, mục số 10 đây này là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học thì chúng ta kích chọn vào mục số 10 À, còn các mục khác thì, thì chúng ta lại à, kích vào các mục khác nhưng hôm nay thì giáo giới thiệu mục số 10 là à, môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức giáo viên tiểu học à, thì như vậy đến đây à, chúng ta nhập ký danh và mật khẩu mật khẩu để phân biệt chữ hoa và chữ thường à, và không chữ dấu cách và chúng ta chú ý phải bảo mật mật khẩu mỗi một thí sinh thì duy nhất có một mật khẩu à, trong phòng thi cũng như vậy thì ở đây đang là gọi là học từ xa gọi là ký danh mật khẩu thì nếu tăng nếu các các em cho bạn thì chúng ta mất quyền truy cập vì vậy phải bí mật cái mật khẩu này sau đó chúng ta nhập mật khẩu xong chúng ta login thế vào trong phần mềm này thì làm thế nào để học được tốt thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các câu hỏi trắc nghiệm cho các luật, các thông tư, các nghị định À, thế thì uh, bước 1 chúng ta phải uh, in các cái file lý thuyết ra thì ví dụ như là luật viên chức luật giáo dục vân vân có rất nhiều Đấy, các em thấy đây trong đây có hàng mấy chục cái 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 luật thông tư nghị định cần phải uh, chúng ta chọn những cái gì liên quan đến uh, uh, đơn vị tổ chức thi để chúng ta học thôi ví dụ như chúng ta uh, ấn vào cái uh, chọn uh, chọn cái luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019 thì góc phải trên cùng màn hình này có cái nốt tải về để chúng ta in ra giấy. còn khi chúng ta đọc ở trên màn hình về cái luật 2010 này đã được sửa đổi năm 2019 thì những cái phần mà sự à, hết hiệu lực thì các thầy bôi màu màu nền màu vàng đây thì sẽ được cái nền màu vàng này được thay thế bằng chữ có nền màu xanh đấy để phân biệt để chúng ta học rất là dễ. các thầy chuyên đi dạy cho nên rất có kinh nghiệm để truyền tải lý thuyết cho các em để tiết kiệm một thời gian học. Thế sau đó là gì? Sau khi chúng ta tải file lý thuyết rồi, chúng ta in ra giấy rồi hoặc là chúng ta xem trên màn hình. Sau đó chúng ta chọn câu hỏi trắc nghiệm mà cho từng luật, từng thông tư, nghị định để học. thí dụ như chúng ta chọn à, luật viên chức 2010 để có khoảng vài trăm câu, luật viên chức 2019 sửa đổi cũng mà có à, hàng trăm câu, rồi luật giáo dục có vài trăm câu, vân vân nó thành là, là các thầy đưa vào đây là nó rất bài bản rất chuyên nghiệp nó thành một hệ thống của một cái giáo trình ôn tập đấy ví dụ như chúng ta chọn luật giáo dục chẳng hạn này 4.1.2.3 sau khi ta học là xong 4.1.2.3 này luật giáo dục 300 câu chẳng hạn sau đó chúng ta tiến hành thi thử luật giáo dục 2019 xem chúng ta nắm ở mức độ nào nếu nắm chưa tốt chúng ta quay lại chúng ta học đấy đây để có cái phần thi thử cho từng luật luôn Ví dụ chúng ta chúng ta bắt đầu học này à, chọn 4.2 này đấy sau đó là gì à, bắt đầu làm bài kiểm tra sau khi kích chuột vào à, thì bắt đầu làm bài kiểm tra để sao chọn start đấy. thế thì bước đầu là học thì chúng ta chưa cần phải làm bài thì sau này chúng ta học tạm tạm rồi chúng ta sẽ thi thử sau đó là bên góc phải à, góc trái trên trên à, tay trái bên màn hình này nè bên tay trái có chữ finish đây là các ô à, câu hỏi số 70, 71, 72, 73 vân vân Muốn về câu hỏi nào chúng ta kích chuột vào cái ô đó. Đây, hết thời gian làm bài chúng ta không làm được. Thì chúng ta muốn học thì chúng ta chọn finish. Finish ở góc trái màn hình đây. Thì sau khi chọn finish xong thì chúng ta kéo xuống phía dưới. À, chúng ta nộp bài và kết thúc. À, chọn cái nộp bài và kết thúc. Thì sau đó chúng ta sẽ đọc. À, câu hỏi và đáp án à, đấy đấy thì thí dụ như này à, thí dụ như chúng ta đọc câu 4 này à, chúng ta chú ý là theo luật giáo dục 2019 này ai là người trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình quy định chi tiết về chương trình sách giáo khoa tài liệu giáo dục thường xuyên đấy thế thì có bốn phương án a b c d thì khi ta học chúng ta chú ý cả phương án gây nhiễu gọi là bảy đấy để kỳ kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không rơi vào cái bẫy à, những học sinh học vầy hòt sẽ rơi vào cái bẫy và ra câu hỏi trách nghiệm khó nhất là các cái phương án gây nhiễu, phương án gây bẫy các thầy chuyên đi dạy cho nên là tạo ra các cái bẫy để phân loại học viên à, những học phân những cái học viên học vầy sau đó chúng ta đọc cái là à, đáp án ở đây là đáp án đúng là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo và bộ trưởng lao động thương minh xã hội tức là đáp án C là đáp án đúng, còn A là bộ trưởng giáo dục và đào tạo, B là thủ tướng chính phủ, C là bộ trưởng giáo dục và đào tạo và bộ trưởng lao động thương minh xã hội, D là bộ lao động thương minh xã hội. Thế thì ta thấy rằng là C thì đúng hơn cả. Đấy là vì sao đúng? Vì nó được ghi trong điều 43 của luật. Vì sao sai? Vì nó không được ghi trong điều 43 của luật. À, tức là sai là vì nó không được thể hiện trong luật đúng là vì nó được ghi trong luật thế thì chúng ta chọn A là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo thì không đầy đủ vì phương án này phải gồm có hai bộ kia à, đấy cho nên phải chọn phương án C và chọn D thì bộ lao động bình xã hội thì cũng không đầy đủ thiếu mất bộ uh, bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho nên ở đây chọn C là đúng đấy chúng ta chú ý là uh, trong bốn phương án có một phương án nào đúng hơn cả thì chúng ta chọn đầy đủ hơn vì sao đúng là những cái được thể hiện trong luật, vì sao sai vì nó không có trong luật. Đấy thì chúng ta thấy rằng là à, là vì sao đúng, vì sao sai. Thì phần mềm nó phản hồi cho ta căn cứ điều 43 và đáp án đúng câu câu hỏi là 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 đáp án C ở đây chúng ta giống đây đây đáp án C. Thế còn khi thi thử thì chúng ta chọn A chẳng hạn thì nó sai thì nó sẽ có à, đánh dấu chéo màu đỏ. Mà nếu chúng ta chọn C đúng thì nó sẽ có màu màu xanh đấy cứ tương tự như vậy đối với các câu tiếp theo, đấy các em hoàn toàn tương tự với các câu tiếp theo. Thế kia chúng ta muốn về học tiếp các mục khác thì chúng ta kích chuột vào câu hỏi trách nhiệm luật thông tư nghị định ở ở dòng này thì nó lại quay về cái màn hình giao giao diện để chúng ta chọn các cái mục khác. Đấy. Thế còn khi mà kết thúc phiên làm việc thì chúng ta phải làm thế nào? Thì khi kết thúc phiên làm việc cũng giống như vào Windows đâu thì chúng ta muốn tắt máy tính phải ra khỏi uh, Windows thì chúng ta muốn kết thúc uh, phiên làm việc của phần mềm uh, thì chúng ta chọn lên góc phải trên cùng màn hình này chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình sau chúng ta chọn thoát thì lần sau chúng ta để đăng nhập hoàn toàn tương tự Đấy. thì như vậy trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trách nghiệm mang chất phân loại học viên học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số trên màn hình 0943078123 hoặc 0912-595654 Đây là cấp ký danh và mật khẩu Đăng nhập phần mềm online Để ôn thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Và hôm nay chính là cái hướng dẫn sử dụng phần mềm Ôn thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học à, Cho cái môn kiến thức chung Đấy thì thầy giáo hướng dẫn rất cẩn thận à, Thế thì các học viên nghe Dành 5 phút để nghe Chúng ta có thể học được Thì thầy giáo Các em thấy video thầy hay, bổ ích mà các em chưa ấn vào nút đăng ký ở trên YouTube đấy thì hôm nay ấn vào nút đăng ký thì sau ấn vào nút hình chuông để nhận video tiếp theo thì cháu cảm ơn các em và chúc các em thành công